Một người đàn ông đam mê trò chơi xếp hình ở Đức mới đây đã hoàn thành bức tranh từ 54.000 mảnh ghép sau 4 tháng rưỡi, nhằm lập kỷ lục bức tranh ghép hình lớn nhất thế giới. Ông Peter Schuber, người tự nhận là vua ghép hình cho biết, ông dành từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày và thêm một ngày dành riêng trong mỗi tuần để xếp những mảnh ghép này. Bức tranh mới hoàn thành của ông dài 8,64 m và cao 2,04 m có hình một phòng trưng bày nghệ thuật với hình ảnh khách tham quan đang chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như nụ hôn của Gustav Klim hay bức Hoa Anh Túc của Monet. Ông bắt đầu thú vui ghép hình từ khoảng 16 năm trước. Tính đến nay, ông đã lắp ghép khoảng 430.000 mảnh ghép và hiện đang đưa mục tiêu lên 500.000 mảnh sau khi hoàn thành tác phẩm tiếp theo của mình.